Đội hình ra sân Bồ Đào Nha vs Thụy Sĩ, Ronaldo đá chính. Cập nhật đội hình ra sân Bồ Đào Nha vs Thụy Sĩ, sơ đồ chiến thuật của hai đội trong trận đấu tại vòng 1/8 World Cup 2022. Vào lúc 2 giờ ngày 7 tháng 12, Bồ Đào Nha sẽ có cuộc đọ sức với Thụy Sĩ trong khuôn khổ vòng 1/8 World Cup 2022. Ở màn so tài này, Sri Lanka châu Âu sẽ không có được sự phục vụ của ba ngôi sao là Mendes, Pereira và Otavio vì chấn thương. Trong khi đó, các cầu thủ Thụy Sĩ lúc này đều đang hoàn toàn sung sức và sẵn sàng ra sân. Báo Giao thông cập nhật đội hình ra sân, sơ đồ chiến thuật của hai đội tuyển Bồ Đào Nha và Thụy Sĩ. Đội hình dự kiến: Bồ Đào Nha, Costa, Dalot, Pepe, Diaz, Guerrero, Bernardo, Neves, Pahinha, Fernandez, Ronaldo, Felix. Thụy Sĩ: Sommer, Widmer, Akanji, Elvedi, Rodriguez, Saka, Fuller, Sakiri, Sou, Vargas, Embolo. Tiếp tục dự kiến.